Cảm ơn quý vị trở lại với bản tin Hoa Thành Đốn. Sau đây, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự Đêm Thương Tiếc 2 trong buổi tiệc gây quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa do Hội Biệt động quân Hoa Thành Đốn tổ chức vào ngày 27 tháng 5 2018 tại nhà hàng Thần Tài thành phố Fortress, Virginia do Nam Anh và Đậu Thanh Vân thực hiện. Nam Anh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị đến với buổi phóng sự của ngày tổ chức gây quỹ của Biệt động quân với tên Thương Tiếc 2 được tổ chức tại nhà hàng Thần Tài ở vùng Fortress, Virginia vào ngày 27 tháng 5 2018. Kính thưa quý vị, tôi Nguyễn Đình Sinh, tôi xin đại diện cho Hội Biệt động quân của vùng Hoa Thành Đốn. Trước tiên tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý vị có mặt hiện diện trong bữa tiệc để mà gây quỹ trùng tu cho nghĩa trang Biên Hòa ngày hôm nay. Đây là lần thứ hai mà Hội Biệt động quân vùng Hoa Thành Đốn đã tổ chức gây quỹ nhằm mục đích trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Sau phần chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm do các anh cựu quân nhân Biệt động quân và các em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại phụ trách, cô Destiny Nguyễn đã lên xứng danh các hội đoàn hiện diện và giới thiệu ông hội trưởng Biệt động quân Nguyễn Sinh lên nói lời cảm tạ các mạnh thường quân đã đóng góp cho việc trùng tu những ngôi mộ của những người đã nằm xuống cho lý tưởng tự do và cũng là chứng cớ cho cả chiều dài chiến đấu oai hùng của những người lính Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ sự ấm no hạnh phúc cho đồng bào Việt Nam miền Nam trước năm 1975. Ông cho biết thêm, khởi đầu từ con số 100 đến nay đã được sự yểm trợ, đồng tình và ủng hộ của quý đồng hương, sự trùng tu đã lên tới 1090 ngôi mộ. Trưởng tướng Phạm Duy Tất, nhân trưởng và cố vấn của Hội Biệt động quân đã lên chia sẻ sự diễn tiến của chương trình trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng quà lưu niệm tri ân cho các mạnh thường quân đã đóng góp tích cực cho chiến dịch này như bà Hoàng Lan từ New York, bà Hoàng Phượng, chủ nhân tiệm vàng DuPont, ông Võ Thành Nhân, giám đốc của SBTN-DC, ông Trần Quang Dục, cô Bích Phượng, phóng viên của đài SBTN-DC. Còn cái người tiếp tục mà tôi giới thiệu là người thứ năm, cô là hậu duệ, là con của một thiếu tướng. Cô năm ngoái cô có ý là cô sẽ giúp đỡ cho cái chương trình nghĩa trang quân đội Biên Hòa này bằng cách là đem cái xe của cô ra chụp hình. Cô đầu tiên cô nghĩ là mình chỉ kiếm được 100 mộ, tức là 6.000 thôi. Nhưng mà đến giờ phút này chưa tới một năm, cô đã kiếm cho Hội Biệt động quân để trùng tu nghĩa trang quân đội là hơn 18.000 đô la. Dạ, chúng tôi xin giới thiệu cô Lê Bích Phượng. Chương trình tiếp tục với phần đấu giá với những món quà có ý nghĩa như hình phác họa của tượng Thương Tiếc do họa sĩ và điêu khắc gia Thu thực hiện. Tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Phi Tiện trong bộ quân phục làm cho buổi tiệc thêm ấm áp tình người. Sự hiện diện của các em hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại, các em quân nhân Mỹ gốc Việt là hình ảnh hùng hồn cho thế giới biết sự tiếp nối cũng như sự bất diệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam, hãy biết bao nỗi đau người dân. Hai năm qua, Hoàng Trường Sa, một ngàn năm, dòng phương vắng, quê hương mình rồi sẽ đa thơ. Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Kính thưa quý vị, nói về hoạt động của Hội Biệt động quân Hoa Thành Đốn về trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa trong 2 năm qua, thì từ cái đêm Thương Tiết 1 là cách đây 2 năm đến năm nay là tổng số chúng tôi đã làm được trên 800 mộ. Trước đó, trước đêm Thương Tiết 1 thì chúng tôi chỉ làm được có hơn 100 mộ do cái sự đóng góp của anh em trong hội. Sau này nhận thấy cái công việc nó cần phải nới rộng ra ngoài cho nên chúng tôi tổ chức đêm Thương Tiếc 1. Và đến nay chúng tôi đã làm được hơn 800 mộ. Tổng số mộ mà chúng tôi đã làm được trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa làm lại coi như là trùng tu toàn bộ đã được 1.090 mộ. Khi về Việt Nam thì
tôi cũng gần giống như là một người bình thường về thăm mộ vậy thôi. Nhưng mà mọi cái hoạt động ở bên Việt Nam thì giao cho hậu duệ với anh em Biệt Động Quân bên Việt Nam họ làm. Họ đứng ra, họ nhận trách nhiệm, họ mình chuyển tiền về thì họ nhận trách nhiệm, họ đi, họ ký hợp đồng và họ làm những ngôi mộ đó. Coi như mình không biết, mình chỉ về, mình nhận mộ và mình giao tiền cho họ thôi. Việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa đó thì phải nói rằng đầu tiên là của hội VF. Của hội VF đầu tiên là họ đi cải táng các mộ phần anh em của chúng ta đi cải tạo, đi tù cải tạo đó, rồi chôn lại trên chết và chôn lại trên các trại cải tạo. Hội VF họ làm cái việc đó rất là tốt và tôi thấy cái việc làm nó rất là có ý nghĩa. Rồi sau khi mà hội VF họ làm, họ đưa hết tất cả những mộ phần của anh em mà tù cải tạo mà chết đó, đem về rồi đó, thì họ quay qua họ lo về công tác của nghĩa trang Biên Hòa. Thì công tác nghĩa trang Biên Hòa lúc đó nó rất là tàn phế tiêu điều lắm, và rồi cây người ta cũng trồng lên trên các mộ luôn, và sập xệ không còn bia, cũng chẳng còn tấm đan, rồi thì là có thể nói là nhìn không còn thấy mộ nữa. Do đó ông Nguyễn Đạt Thành mà hội trưởng hội VF đó có kêu gọi, thì tôi thấy tôi cũng có một cái dịp lúc đó về đám tang của bà già tôi, thành tôi cũng có ghé qua coi thăm mộ nghĩa trang, thì thấy thật sự là quá tiêu điều. Cho nên tôi muốn góp một bàn tay với ông Thành để làm cái việc đó. Nhưng mà tôi cũng không có nằm trong cái tổ chức của VF. Chỉ là tôi nói với anh em trong hội Biệt Động Quân DC này, mình đóng góp được phần nào để mà cùng với ông Nguyễn Đạt Thành trùng tu cho nó nghĩa trang nó được càng ngày nó càng tốt. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được ban tổ chức mời tới đây để dự một bữa tiệc rất là có ý nghĩa này. Tôi rất lấy làm cảm kích được thấy các anh em Biệt Động Quân làm việc như thế này, tôi rất là xúc động. Cái chương trình và trùng tu Biên Hòa này tôi thường xuyên theo dõi. Trước kia thì ở Richmond có một lần. Hồi đó thì trùng tu được có một số nghĩa trang, số trùng tu thôi. Nay thì được hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Biệt Động Quân họ làm. Nay thì thay tổ chức lần thứ hai, có thể là xây thêm được một số nghĩa trang. Tôi mong muốn là cộng đồng chúng ta ở nơi đây luôn luôn nghĩ về những người đã nằm xuống cho chúng ta cho những người nằm xuống đã hy sinh cho chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần phóng sự của ngày hôm nay. Nam Anh tường trình từ Fort Church, Virginia. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Hình Đốn do SPTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.